Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Những ngày gần đây, fan server eSports và eSports Việt Nam đang xôn xao, bàn tán sôi nổi về bộ truyện tranh đầu tiên được một team eSports thực hiện. Nhân vật chính trong bộ truyện tranh này không ai khác chính là thầy giáo ba và các thành viên team server. Tập truyện, kế hoạch sống còn của team thầy ba đã lấy bối cảnh ở tương lai khi mà công nghệ phát triển vượt bậc. Team thầy ba nhận lời mời trải nghiệm và review game, họ không ngờ rằng đã vô tình bước vào một thế giới hoàn toàn khác trong không gian thực tế ảo. Ở nơi đây, họ trải qua vô vàng biến cố bất ngờ và những trận chiến thật sự dở khóc dở cười. Thầy ba cùng các thành viên của Sabertaker được tạo hình trong chuyện. Trong phần mở đầu của chuyện, thầy ba vào vai anh lớn dẫn dắt đàn em đi ký hợp đồng với một công ty phát triển game. Nó rất giống với việc anh đang làm ngoài đời thực. Trước đối tác xinh đẹp Cả Tim đã vứt bỏ hình tượng của mình để cố gắng bắt chuyện với đối phương. Tuy nhiên, niềm vui chưa lâu thì Tim Thầy Ba đã được đối tác xinh đẹp đưa vào các lồng kính được chuẩn bị sẵn. Cả Tim bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ sau đó họ bị cuốn vào trong không gian thực tế ảo. Tại đây, mỗi người đều sẽ lựa chọn một nhân vật mình mong muốn để tham gia trò chơi. Có thể thấy dù mới chỉ là phần mở đầu, nhưng truyện tranh Kế hoạch sống còn của Tim Thầy Ba đã miêu tả rất thực tính cách của các nhân vật vào trong câu chuyện. Với cốt truyện mới lạ, hấp dẫn bộ truyện này được nhận định sẽ trở thành dự án bùng nổ của Tim Cờ và cá nhân thầy giáo Ba trong năm nay.